Tụi anh hay ngồi, thích ngồi mấy quán lề đường á. Đang ngồi ngồi chơi đường trước mặt nó kẹt xe luôn rồi. Lúc mới nhận ra trời đã sáng và mọi người đã bấm còi inh ỏi đi làm kẹt xe rồi. Còn bây giờ thì không, bây giờ thì chậm nhất là 1 giờ tối là phải có mặt ở nhà. Muốn ngồi lâu hơn nữa thì cũng dễ mà. Vợ anh sau 1 giờ thì cứ 1 tiếng thì tính 1 triệu. Cứ 1 tiếng thì tính 1 triệu. Oh, áp đặt âm bằng kinh tế để cho anh sợ. Sao thanh niên bên đây thì nghe bên đây 1 triệu rồi đó thì sao? Giờ giới nghiêm là mấy giờ? Không, nếu mà 1 tiếng 1 triệu thì mình không đi chơi luôn bạn. Mình ở nhà hẳn luôn. Mới không mình đi trễ 1 phút, 1 tối 1 xì cũng kỳ lắm. Ví dụ như 1 giờ nha, có nhiều 1 giờ mà mình đi dọc đường á, mình bị kẹt xe chẳng hạn. Có nhiều hôm tai nạn mà nhà anh đi qua, anh thường bên quận 7 mà qua quận nhất là phải qua mấy cây cầu. Đúng vậy. Mà có nhiều hôm giữa đêm đừng ai nói là giữa đêm không có kẹt xe. 12 giờ rưỡi là anh bắt đầu từ quán bước về nhà, anh canh 12 rưỡi về nhà đúng bon là 1 giờ. Nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng, nhưng mà xui trên cây cầu đi, qua cầu cũng lạnh đi, trên cây cầu cũng lạnh nó đụng xe. Nó kẹt cây cầu. Tù đứng bắt đầu bấm giờ. Về nhà 1 giờ 5 cùng 1 triệu. 1 giờ 5 cùng 1 triệu. Xong mà nó kẹt lâu lâu xíu về 2 giờ là 2 triệu, 3 giờ là 3 triệu. Đó, đi 4 5 giờ là trong một đêm. Hai Khánh Đơn gửi chào đến tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình. Các ông bố nói gì? Đàn ông ra, đàn ông. Yeah. Lúc mà là hai vợ chồng á là đậu con, lúc đó là hai vợ chồng có tính không hay là trời cho? Trong khoảng thời gian đó giống như trước khi đậu con thì tại vì mình còn làm việc mà thành ra mình phải kế hoạch, mình biết là một đứa con nít bây giờ nó đâu có dễ như ngày xưa. Chẳng phải là mình muốn là con mình có điều kiện đầy đủ thôi. Trong cái lúc mà là chị đang mang thai á, chị có hay ốm nghén hay là chị có khó khăn gì không anh? Không, vợ anh mang thai thì ốm nghén chắc cũng được vài bữa thôi, nhưng mà mừng cái là vợ anh ăn uống rất là được. Có thể là 12 giờ đêm, 1 giờ đêm đang nằm bật dậy đi kiếm đồ ăn, đòi đi ăn vậy hả? Đi ăn hả? Ờ, đòi đi ăn mà nhiều khi ngặt nghèo lắm. Nhà mình như ở bên quận 7 mà đòi chạy qua quận 6 anh đi ăn, hoặc chạy qua quận 5 rồi đi ăn. Đi ăn mà ví dụ ở quận 7 cũng có như bánh canh cua đi chẳng hạn. Không phải ra đúng cái tiệm bánh canh cua bên quận 5 á. Đó mấy người. Phải đi qua đó. Nhưng mà qua quận 5 ăn có muỗng rồi sao cái anh ăn đúng không? Không, ra là ăn dữ lắm, tại vì thật sự là vợ anh cái thời gian mang thai thì ăn rất là nhiều cho con. Trong cái khoảng thời gian đó là em nghĩ rằng là anh sẽ dành rất là nhiều thời gian cho vợ mình đúng không? Như Tân cũng biết là ví dụ như ngày xưa mấy anh em là độc thân thì có thể là đi diễn về xong có thể là ngồi thâu đêm suốt sáng bình thường, rồi xong đến sáng đến trưa hôm sau mới về luôn á. Có vợ mang bầu thì là mọi người cũng hiểu được là trời ơi, họ phụ nữ họ mang bầu họ cũng khó chịu lắm, khó tánh lắm, lúc nào cũng cần chồng bên cạnh hết. Thành ra là cứ sau giờ diễn thì đi làm về thì mình chỉ lo mình tranh thủ mình chạy về thôi. Nếu mà có đàn đúng bạn bè á thì alo em rảnh hôm qua anh chơi. Mày rảnh hôm qua tao chơi. Về nhà ok, có vợ tha vậy, vợ ở trong phòng. Chứ ngày xưa lúc mà anh đơn mà chưa có lấy vợ con là cứ khỏi cần gọi thọ vậy cho cứ diễn xong cái một chạy xe đứng đúng ngày điểm đó là đúng có rồi. Anh đơn rồi đó. Đúng rồi. Hoặc là anh đơn ngồi chạy y bon rồi có một tân chạy đó. Khỏi là chạy đâu chứ. Tức là mấy anh em buổi tối chỉ có một hai quán là quán ruột ở Sài Gòn đó, là cứ làm xong về là phải ngồi đó. Cứ 3-4 giờ sáng là bình thường, 5-6 sáng là bình thường. Ngồi khi mặt trời mọc kẹt xe mới chạy về mà. Lúc mà là vợ mình có bầu mà mình vẫn giữ cái thói quen đó là chắc chết thật đó chứ. Đâu có đâu còn vô nhà được nữa. Quá cỡ luôn rồi. Đi đâu đi luôn đi. Lúc đó anh nghĩ không còn cái nhà để vô nữa, đốt nhà luôn. Vậy thì có lúc mà là chị đi sanh á anh, chị sanh thừa hay sanh mổ à? Anh thường em cũng may. Hôm đó là một cái hôm rất là kỷ niệm. Hôm đó anh đi quay phim. Anh đi quay phim thì cái lịch của anh là quay một tuần. Tại là quay 8 ngày, giữa 8 ngày đó có đúng một ngày được nghỉ thôi. Mà đúng trong dự sinh là vợ anh là sinh vào đúng cái tuần anh đi quay phim đó. Mà ngày nào đi quay cũng là 6 giờ sáng bắt đầu đi dậy ra khỏi nhà. Tới 1 giờ đêm, 2 giờ đêm mới về nhà. Ngày chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng thôi. May sau giống như hôm nay vừa đi quay rồi thì ngày mai được nghỉ. Được nghỉ đúng ngày mai thôi, xong quay 3 ngày nữa mới nghỉ. Cái gì tối nay 12 giờ đêm về cái anh tắm rửa xong anh ra anh vuốt bụng vô anh. Kêu con ơi con, mai ba được nghỉ thì có ngày à. Mà ngày mốt á dự tính sinh là ngày mốt con mới ra, nhưng mà nếu mà con thương ba thì hôm mai con ra luôn đi. Rồi có ba ở nhà, chứ già có hai chồng à. Với một bà cô lo nhà, vuốt vuốt nói vậy đó. Cái ngủ,
Trời, 6-7 giờ sáng thì 7 giờ sáng anh nằm đến giờ, chồng ơi thì giờ đau bụng quá, đi đẻ. Trời ơi, vậy lật hai chồng gom đồ thì đồ cũng giờ chuẩn bị sẵn vô túi rồi hết rồi, bỏ xuống xe, lái xe chạy chợ đi thôi. Trời ơi, vừa vô đẻ nhanh lắm. Vô bệnh viện thì anh đăng ký phòng mà anh ở kế bên đó để mà cắt rốn rồi lúc vợ đẻ đó. Thì vừa vô cái bác sĩ đưa xe đẩy vô, đưa vợ lên xe, nằm xe đẩy, bác sĩ đẩy lên rồi kêu anh ra đóng tiền nộp thủ tục, rồi làm thủ tục ra đóng tiền ký tên, trên đẻ mất tiêu rồi chưa kịp lên. Mình có thể dạy trẻ từ khi mà là trẻ còn ở trong bụng đó, cho nên là cái khoảng thời gian hiện tại bây giờ mà có chị em nào mà đang mang bầu đó nha, thì là nên á, một á là tối trước khi ngủ thì nghe nhạc đó, cứ áp cái tai nghe vô cái bụng mình nè, không thôi thì là cứ nói chồng mình á, rồi anh cứ nói gì đó sầm sầm gì đó cho em vui đi, không thôi thì anh kể chuyện cho con nghe đi. Có thể lúc đó là sẽ không có một cái cảm giác gì cả. Cũng có thể là giống như là... Không, mà anh nghĩ nó nghe anh lắm. Tại vì là con của em anh, nó đẻ bây giờ mới được có 7-8 tháng thôi, mà nó mọc 8 cái răng rồi. Mà con của anh, tức là 1 tuần nữa là 1-2 tuần nữa, 10 ngày nữa là đủ đầy năm. Là thôi nôi. Dạ. Nhưng mà nó chưa mọc cái răng nào hết. Tại vì anh nghĩ là do anh luôn. Tại vì lúc mà 5-6 tháng á, nó cười nó không mọc răng, nó đẹp lắm. Cái anh nó nói, con này ba thích con không mọc răng. Con đừng bao giờ có mọc răng hết, con cứ dạy cho ba. Tới giờ em tin không, tới giờ gần 10 ngày nữa là nó đầy năm rồi, nó thôi nôi rồi mà nó chưa mọc một cái răng nào luôn. Xin lỗi đi. Nó bắt đầu biết đi luôn rồi, nó đi được một đoạn rồi mà nó chưa mọc răng luôn. Dạ, 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 xin lỗi đi đó. Không, mà anh nhìn xin lỗi không mọc răng. Hả? Đừng thích nó không mọc răng. Ủa vậy thì bây giờ người ta lớn lên rồi sao? Anh không biết nữa. Nè, không lẽ giờ lớn lên là tới tuổi cặp kê không? Tại vì nó bị móm sọ mà. Nó móm cái một răng nó cười giống ông Di Lặc. Dễ thương lắm. Thôi anh ơi, cho con nhỏ một răng đi. Bây giờ biết, anh về anh nói, thôi ba giỡn thôi nhưng mà làm ơn con một răng đi nha. Bây giờ anh nói trời ơi, nó nghe lời ông ghê luôn á. Ông nói nó ra giờ nào ra, giờ ông chưa hôn một răng tới giờ này. Người ta mới có 7-8 tháng, người ta mọc 8 cái răng rồi, nó chưa một cái răng nào hết luôn, nhất định không một răng luôn. Mà đến giờ này nó cũng chưa có cái hiện tượng gì đó một răng hết. Tới tận bây giờ thì là bé đã ăn dặm chưa hay là bé vẫn còn bú luôn? Nó chỉ bú mẹ đó, nó cũng không bú bình, nó không chịu bú bình, nó cũng không chịu ăn gì hết. Có mấy bữa nay thì nó chịu ăn trái cây. À. Mà nó chỉ ăn một loại, tức là tại vì mấy bữa nay thì có người bạn tặng cho hộp cherry á. Cái mình bỏ thử, ngắt thử miếng ra bỏ, cái nó ăn nó khoái, cái ngồi đút cho nó ăn được 4-5 trái luôn. À. Cái giờ mua sẵn về, cái cứ một ngày là buổi trưa cho nó ăn 3-4 trái, buổi tối cho ăn 3-4 trái đó. Mà cứ riêng mua nho mua gì đó đút nó không ăn, mà cứ trái đó đút vô là nó biết cho đi mất tiền á. Nó biết ăn ghê luôn á. Anh thử mua nho mà không phải là mua nho bình thường, nho mẫu đơn đó anh. Đó, một chùm mà là cỡ chừng 2 triệu mấy đó. Đó. Anh thử đút coi nó có chịu ăn. Thôi em đi đừng lên. Nó thèm nữa thì mệt anh cũng nghĩ vậy. À, đừng lên. Thôi. Dạ. Cherry đủ rồi. Cherry là mình còn trong khả năng thoải mái được. Nó muốn ăn nhiều nó ăn chứ còn cái kia không lẽ giờ nằm cho nó ăn chùm. Nhưng mà là nó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cái sự phát triển của bé hiện tại bây giờ đó, đúng không? Nó rất là tốt, rất là khỏe, rất là tốt, rất là ngoan rồi. Hai vợ chồng sẽ phân chia ra cái khoảng thời gian nào, ở dưới vợ chăm con thì chồng làm việc, chồng chăm con vợ làm việc, hay là mình có sự trợ giúp đến từ vú hoặc là gia đình hai bên ạ? Vợ anh thì hơi bị kỹ chuyện chăm con, thành ra là không muốn để ai đụng chạm với nó, chỉ có hai chồng chăm nó thôi. Thành ra là vợ anh là không có làm việc gì ở nhà chăm con thôi, anh là đi làm. Thì ví dụ như hàng ngày mà thật ra công việc của anh đó, anh cũng là viết nhạc rồi anh làm nhạc tại nhà. Thì cứ khi nào anh làm ngày anh làm việc mấy tiếng đồng hồ thôi, anh vô phòng anh đóng cửa là anh làm việc trong đó xong rồi. Khi anh làm xong hết công việc khoảng 3-4 tiếng gì đó, 2-3 tiếng thôi, thì bắt đầu là anh ra rồi anh chơi với con, cho vợ muốn làm gì làm. Tới lúc nào cần làm việc thì anh lại vô anh làm. Thật ra làm âm nhạc thì nó không phải căng thẳng như người ta, thì có hứng thì làm, không có hứng thì thôi. Một ngày mình chỉ làm tầm một vài tiếng thôi chứ không làm nhiều. Khi mà là chị sinh nở xong đó thì mình nhịn nhiêu lâu anh? Cũng lâu quá, tại vì anh rất là kỹ. Để cái chuyện quan hệ vợ chồng thì có thể người ta nói là khi lành vết thương chẳng hạn, hoặc là 1-2 tháng hay 3 tháng rồi đó. Nhưng mà anh với vợ anh thì anh nhớ là khoảng 6 tháng sau khi sinh. Áp lực không anh? Không, thật ra anh không áp lực lắm, tại vì ở ngoài anh cũng có vài cô gái xinh xinh. Nói giỡn thôi. Nói giỡn thôi. Ôi, trời ơi. Vậy mấy anh xin cho chuyện vui vẻ thôi.
Dạ, dạ, đó thì Yến nói áp lực á thì anh có vài cô gái xinh xinh mình ngồi trò chuyện vui vẻ để mình giải tỏa áp lực đó. Chứ mình không là. Nhưng mà mình thích cái suy nghĩ của bạn nha. Ê, bạn nhìn thấy ánh mắt của mình là mình thấy có sự sợ hãi luôn á. Bạn ngơ ngác mà thấy bạn đang suy nghĩ một vấn đề gọi là sâu xa lắm nha. Đúng vậy, khi mà là nói vậy thì tất nhiên là người ta phải sâu xa rồi. Tôi sâu xa đó ý của tôi thôi. Nhưng mà tôi vẫn thích suy nghĩ của bạn. Anh cũng thích suy nghĩ của em. Thôi nhưng mà là thôi, suy nghĩ vậy thôi nha các bạn ơi. Đừng. Thôi bây giờ là tới một cái phần đi ha. Em nghĩ rằng là anh sẽ khá là hào hứng. Dạ, vợ tôi vô số tội anh. Giờ anh mặn quả mà nóng tánh lắm ngày xưa. Quả gì anh? Quả gì? Biết quả gì nữa? Quả diêm sơn hả? quả diêm sơn là đụng vô là trái luôn á. Như thiên thường quả lượn lửa trên trời, khó dập tắt lắm luôn á. Đúng rồi, rất là nóng tánh, có thể là nóng với bất kỳ chuyện gì. Người ta nói là phụ nữ sinh xong giống như thay máu vậy đó. Và anh là chứng kiến rất là nhiều. Họ hiền lắm, sau chuyện sinh xong họ giống như kiểu thay máu hoàn toàn, họ thành một người rất là hung dữ. Nhưng mà có những người họ sinh xong một người hung dữ, họ rất là hiền, thì vợ anh may cho anh là vợ anh sinh xong vợ anh rất là mềm mỏng, rất là hiền dịu. Cái nóng tánh ngày xưa hầu như đã tan biến hết, giống ngày xưa là anh nói cái gì mà không đúng ý, chợt ý cái là ghê lắm, tức là giống như khi mà mình nói chuyện với vợ mình là mình phải uống được 7 lần gì đó mình mới giống. Không có con mà lỡ mà quay qua quay lại làm gì mà cho nó té cái rồi là coi như là cuộc đời anh nó đen tối. Bế tắc. Vậy thì là ngoài cái nóng tính ra là chỉ không còn gì tới trời. Càm ràm lắm. Hôm nay hôm qua Tấn mời anh nhậu đi, rủ anh Đơn ơi nhậu cái. Tất nhiên hôm nay hôm qua mình từ chối đó rồi, nhưng mà hôm nay Tấn anh Đơn ơi rảnh ông đi làm cho em già trai là ngại lắm. Mình cảm thấy ngại quá, anh em quý mình mới rủ mình kêu. Cái mình ok vợ hôm qua Tân rượu mà chồng là ấy rồi, hôm nay chồng đi nó ngồi mấy anh em ngồi già cha nha. Ok chồng đi. Nhưng mà trước khi đi tao nó khàm ràm đi về sớm nha, nhậu uống ít thôi, có chuyện chạy xe nha, uống rồi chạy xe cẩn thận nha, rồi uống ít thôi nha, rồi về sớm nha, mấy giờ về biết chưa kia. Nói không muốn ở nhà luôn hả? Theo như anh nghĩ để cho vợ mình vui hơn, xin gì cũng cho. Rồi, giờ anh cũng dễ. Bình thường thì anh hồi trước chưa vợ đó thì anh không có giờ giới nghiêm. Tôi có thể đi với bạn bè tới ngồi lai ra tới 4-5 sáng, giống như hồi nãy anh nói, thậm chí đôi khi tụi anh ngồi vậy nè, quay lại chỗ cái đường trước mặt cái quán, hay tụi anh hay ngồi thích ngồi mấy quán lề đường á. Đang ngồi chỗ cái đường trước mặt nó kẹt xe luôn rồi. Lúc mới nhận ra trời đã sáng và mọi người đang bấm còi im ỏi đi làm kẹt xe rồi. Còn bây giờ thì không, bây giờ thì chậm nhất là 1 giờ tối là phải có mặt ở nhà. Muốn ngồi lâu hơn nữa thì cũng dễ mà, vợ anh sau 1 giờ thì cứ 1 tiếng thì tính 1 triệu. Cứ 1 tiếng thì tính 1 triệu. Áp đặt âm bằng kinh tế để cho anh sợ. Sao thanh niên bên đây thì nghe bên đây 1 triệu rồi đó, thì sao giờ giới nghiêm là mấy giờ? Không, nếu mà 1 tiếng 1 triệu thì mình không đi chơi luôn bạn, mình ở nhà hẳn luôn. Mới không mình đi trễ 1 phút mình tốn 1 xì cũng kỳ lắm. Ví dụ như 1 giờ nha, có nhiều 1 giờ mà mình đi dọc đường á mình bị kẹt xe chẳng hạn, có nhiều hôm tai nạn mà nhà anh đi qua, anh thường bên quận 7 mà qua quận nhất là phải qua mấy cái cầu. Đúng vậy, mà có nhiều hôm giữa đêm đừng ai nói là giữa đêm không có kẹt xe, 12:30 là anh bắt đầu từ quán bước về nhà, anh canh 12:30 về nhà đúng bon là 1 giờ nửa tiếng. Nhưng mà xui trên cây cầu, qua cầu cũng lạnh đi, trên cây cầu cũng lạnh nó đụng xe nó kẹt cây cầu. Đứng bắt đầu bấm giờ về nhà 1:05 cùng 1 triệu. 1:05 cùng 1 triệu. À, xong mà nó kẹt lâu xíu về 2 giờ là 2 triệu, 3 giờ là 3 triệu đó. Đi 4-5 giờ là trong một đêm đi nhậu, là ngoài cái tiền mình mất tiền nhậu rồi là mình phải trả tiền nhậu rồi, mình còn mất thêm 4-5 triệu tiền về trễ nữa. Anh chỉ có cái vấn đề là đi chơi về trễ thôi đúng không, chứ đâu còn gì mà phải thay đổi đâu đúng không? Nhìn anh trẻ chứ anh gần 40 rồi. Từ nay tuổi rồi bắt đầu mình trải qua nhiều chuyện rồi, thành ra mình chán rồi. Mình đúng rồi, trải qua nhiều chuyện chơi các môn mình cũng chán rồi. Nhiều năm nay là anh bắt đầu là mình ý thức rằng mình phải là một ông bố hoàn hảo, một người chồng hoàn hảo, hạn chế nhất những gì mà là có lỗi với vợ con, hạn chế nhất. Đến giờ này vẫn chưa có gì. Ngày xưa một tuần anh có thể đi nhậu 7 ngày là bình thường, 1 năm 365 ngày không nghỉ ngày nào hết. Nhưng bây giờ hạn chế tối đa của anh mà trong giới hạn cho phép á, một tuần cao lắm thì anh 2 ngày. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tới một cái phần được mang tên là bí mật của chương trình. Mà bí mật này là dành cho anh. Xin mời anh. Hai chồng yêu. Hôm nay á, thì vợ thông qua cái chương trình là các ông bố nói gì thì có 3 lời muốn nhắn nhủ với chồng. Vợ cảm ơn chồng tại vì
chồng lo cho vợ rất là chu toàn. Vợ không nghĩ là ngoài cái gia đình của mình, ngoài ông bà cha mẹ thì bên ngoài có thêm một người đàn ông mà yêu thương chiều chuộng vợ như vậy. Thứ hai là vợ xin lỗi. Xin lỗi vì ở nhà vợ ăn hiếp chồng nhiều quá. Nhiều khi một cái câu chuyện nhỏ xíu thì vợ cũng cáo gắt lên được. Thật sự lúc đó vợ cũng không muốn mình cáo gắt đâu. Nhưng mà tại vì vợ không có cân đối được cái cảm xúc, là mình không biết tỏ thái độ như thế nào để cho chồng biết là mình không vui, dẫn tới cáo gắt. Thì xin lỗi chồng. Chồng có một cái khuyết điểm là khi mà chồng uống bia vô á, thì cái người chồng sẽ rất là nóng. Người nóng uống bia vô rồi chồng không thèm ngủ với vợ luôn, trong khi vợ ở nhà vợ chờ chồng đi uống bia về á, thì rất là lâu, rất là mệt. Thì chồng đi về xong rồi cái mạnh chồng ngủ, mạnh giờ vợ ngủ không thèm ngó tới ai luôn, mà cũng không thèm ngủ chung giường luôn. Thì vợ cũng hơi tủi thân là chồng xỉn rồi, chồng không nhớ tới mình nữa. Nhưng mà cái thật sự mà vợ lo ở đây á là tại vì chồng nóng trong người, chồng cứ đi tìm những cái chỗ như là máy lạnh nè, quạt gió, những cái nơi lạnh nhất để chồng nằm không mà. Thì thật sự là vợ rất là lo cho sức khỏe của chồng, cho nên là vợ nghĩ là chồng nên thay đổi về cái vấn đề này. Mình có thể uống bia ít vài lon lại một chút xíu. Vợ biết chồng là một người có những cái mối quan hệ rất là nhiều, Facebook hoặc là Zalo á, có báo làm hôm nay là sinh nhật của ai nè. Thì ví dụ như là sinh nhật của một người bạn hoặc một người em nào đó thân thiết của mình, thì mình có thể gửi lời chúc cũng được. Còn những cái mà cái những cái bạn mà lạ, hoặc là những cái bạn mà rất lâu mới gặp một lần, giờ thấy không cần thiết phải gửi lời chúc. Tại vì vợ cũng cảm thấy không được vui lắm với những cái tin nhắn chúc sinh nhật như vậy của những người lạ, của chồng dành cho những người lạ đó. Em nhớ nhất vẫn là một cái câu chuyện mà em đi sinh bé đồng đồng. Nguyên một cái tuần đó là anh phải đi quay luôn. Anh rất là bận. Nói chung là chồng em thuộc về tấp người nghèo về thời gian á. Thời gian của ảnh chia cho nhiều việc lắm. Thì ảnh vẫn cố gắng tranh thủ. Cái lúc đó thì chắc là do tâm lý người mới sinh á, em cảm thấy tủi thân, và thậm chí tới bây giờ em vẫn nhắc hoài luôn. Mặc dù về là sau đó anh có nói chung là bù đắp nhiều lắm, nhiều chuyện lắm, bù đắp rất là nhiều luôn, dành hết thời gian cho vợ. Nhưng mà em vẫn ghim trong lòng cái chuyện đó là tại sao chồng không ở bên vợ cái lúc mà vợ cần chồng, lúc vợ cần chồng thì chồng lại ở đâu á. Chồng là thuộc vô tớp đàn ông rất là cầu toàn rồi, cho nên là vợ đang rất hài lòng về chồng. Nhưng mà vợ mong muốn là chồng có thật là nhiều sức khỏe để mà ở bên vợ lâu hơn. Tại vì chồng biết sao không, đôi khi vợ nghĩ thứ nhất là chồng lớn tuổi hơn vợ nè, thứ hai là chồng làm việc nhiều hơn vợ nè, mà lại còn phải chịu đựng cái tính cáo gắt của vợ nữa, cho nên là vợ luôn muốn cho chồng thiệt nhiều sức khỏe để mà ở bên vợ lâu hơn. Hôm nay chồng đi quay chắc là mệt lắm rồi, nên là chiều về nhớ ăn cơm vợ nấu nha. Mãi yêu nhé chồng Lì. Ê, nhắn vậy rồi sao dám bỏ bữa ta? Lắm mà chạy về ăn cơm liền chứ. Đúng rồi. Sao? Có cái chuyện đó là vợ anh đến giờ này vẫn lâu lâu đang nằm thôi, hay đang đi chơi, đang nằm có tivi rồi thôi, thì hay dằn dặt mình lắm. Rồi cái chuyện tại vì là ba đẻ xong là ba muốn là 3 ngày nằm trong bệnh viện là mình phải ở đó á. Thì sáng tối vậy đó, lịch nguyên đoàn phim cả 100 con người mà đâu có ít đâu, giờ mình đi mình mà phim của mình làm nữa, mình đóng vai chính không có mình sao được. Em nghĩ là anh cũng nên có một vài lời dành cho chị đi. Cảm ơn giờ là trong thời gian qua đã luôn ở bên chồng. Cảm ơn giờ là sinh cho chồng một công chúa rất là dễ thương, rất là ngoan, rất là xinh đẹp. Cảm ơn vợ vì vợ cũng vì chồng mà đã thay đổi rất là nhiều, thay đổi hầu như 180 độ. Vợ anh đó, chồng cũng đã cố gắng, vợ cũng thấy là thay đổi cũng hoàn toàn rất là nhiều, không còn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tối đa hạn chế 1 đến 2 ngày một tuần thôi. Đúng rồi, bỏ liền khó lắm chị. Đàn ông mà, người ta phải có
mình như vậy mình vẫn hiền lành rồi. Tại vì sau những giờ làm việc mệt mỏi ra, mình chỉ muốn gặp anh em bạn bè. Đúng rồi. Ngồi đúng rồi, ngồi uống với nhau một hai. Chắc là em không biết uống bia đúng không? Không biết. Nãy giờ nói là không biết rồi đúng không? Nên nghe là biết liền. Anh kháng không? Anh kháng liền rồi. Chắc bây giờ. Tại vì sau giờ làm việc á, đàn ông như tụi anh đúng không? Tụi anh nha. Là thích ngồi với nhau, uống với nhau một hai ly bia và bắt đầu ngẫm nghĩ sự đời. Đàn ông là người ta nói là tứ độ thường mà. Nhưng mà tụi anh rất nhẹ nhàng chịu. Ngồi uống với nhau mà không uống rượu luôn, uống thì uống bia cho nó mát, giải lọc giải cho cái đó không phải là gì đâu, cái đó là giống như là ngồi lại nói chuyện ba lắp ba xàm nữa. Uống sinh tố lúa mạch mà đúng nhưng không mà uống là sinh tố lúa mạch này hoàng có nghe không nghe câu không? Nam vô tử như kỳ vô phong, nam vô tử như kỳ vô phong, phong không được quá một giờ à, đó chứ phong quá một giờ là phong là lại tốn 1 triệu.